Hôm nay mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện về làm đẹp của diễn viên Huỳnh Thảo Trang, một gương mặt cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trong chương trình của chúng ta. Xin chào Huỳnh Thảo Trang. Chào Huỳnh Ngân, chào quý vị và các bạn ạ. Bên cạnh đó thì vị chuyên gia giúp cho chúng ta có những thông tin vô cùng hữu ích trong vấn đề làm đẹp. Xin được giới thiệu bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trước khi mình đặt câu hỏi cho bác sĩ Phan Hiệp Lợi thì Ngân nghĩ là phải hỏi Thảo Trang trước. Hôm nay là thấy Thảo Trang là make up rất là mộc, rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Bạn xinh hơn ngày trước nữa mà mình gặp bạn. Và không biết là có những thay đổi nào trong thời gian qua mà Thảo Trang đã nhờ sự can thiệp của bác sĩ Hiệp Lợi? Trong một năm nay thì Trang có hai cái can thiệp về cái gương mặt của mình. Là cái thứ nhất là Trang làm về cái đầu mũi. Đầu mũi của Trang nó dài nhưng mà là nó bị quặp xuống, người ta gọi là mũi dòm miệng. Thì nó về cái nhân tướng thì nó không có được tốt cho lắm, cho nên là bác Lợi đã làm lại cho Trang cái đầu mũi cho nó cao lên để nó không có dòm miệng nữa. Và cái thứ hai của Trang là Trang dùng chạy máy hai phu cho cái gương mặt của mình á, nó gọn hơn, nó săn chắc lại. Là khi mà bạn thực hiện những cái công việc làm đẹp như thế, bạn có nhận được những lời khen khi mà mình đóng phim hay không? Khi mà mình lên hình, mình lên phim thì nó đẹp, ai nhìn cũng cảm thấy cảm giác là Trang khác hết, nhưng mà là không biết khác ở đâu. Là hầu như là mọi người không nhận ra luôn, nếu như mà Trang không nói là Trang sửa lại cái đầu mũi thì là không ai biết hết. Rõ ràng là ngày nay thì làm đẹp nó đã tiến tới một cái bước nữa, đó là nó mô phỏng cái vẻ đẹp tự nhiên. Và rõ ràng là người ta đánh giá một cái ca phẫu thuật thẩm mỹ là thành công là nó có một cái độ đẹp tự nhiên, vẫn là mình nhưng mà đẹp hơn. Điều đó có đúng không thưa bác sĩ? Thẩm mỹ đó thì làm sao mà chúng ta mới sửa cho bệnh nhân để phù hợp với khuôn mặt, đó là gọi là nét đẹp tự nhiên. Thí dụ bây giờ cái mũi Thảo Trang cụ thể thì trước là đang đến với mình là với cái mũi rất dài, cái mũi quặp xuống mà gọi giống như mũi két vậy đó. Thì của Trang là từ trên dưới rất là đẹp, mình chỉ cần chỉnh nhẹ cái đầu mũi nó ngách lên đẹp rồi. Với cái trình độ hiện nay thì cái mũi công trúc là một cái mũi mà được ưa chuộng nhất hiện nay, và bệnh viện Hiệp Lợi trung bình một ngày tiến hành từ 3 tới 4 tới 5 tới 6 ca, khi 7 ca. Cứ làm liên tục như vậy thì vậy là cái vấn đề cái mũi bây giờ tôi thấy rằng là rất nhiều cái nhu cầu trong ở chị em chúng ta. Tại vì sao? Tại vì quá trình sửa mũi thì từ sự khi phát triển cái mũi đó, từ khi mà từ lúc đầu là muốn là cao thì là bơm silicon, tiến tới đặt thanh mũi, rồi hiện tại thì là một cái hình thức là sửa mũi cấu trúc là hình thức tương đối là hoàn thiện nhất. Vì sao? Nó sử dụng tất cả những cái mà có sẵn trong cơ thể, rồi chúng ta chỉnh hình lại toàn bộ, và nó chữa được những cái mũi hư, mũi xấu, mũi biến chứng. Thì tất cả những cái đó với cái trình độ hiện nay thì ở bệnh viện Hiệp Lợi chúng tôi đều chỉnh sửa được hết. Dạ, hậu phẫu thì mình cần bao nhiêu ngày, mà Thảo Trang nhớ lại xem là lúc đó bao nhiêu ngày Thảo Trang có thể quay trở lại với công việc? Khoảng chừng 5 ngày, 6 ngày. Ngày thứ 6 là Trang lên trường quay, Trang quay rồi. Lúc mà lên trường quay như vậy thì nó còn sưng, nó còn có dấu hiệu gì để mọi người phát hiện ra không? Không, hầu như là bình thường hết, không ai biết gì luôn. Mà cái điều hay ở đây Huỳnh Ngân thấy là cái sửa mũi theo cái kiểu cấu trúc này thật ra là nó có thể giải quyết được từng phần của cái mũi mình. Như Thảo Trang có gặp vấn đề ở đầu mũi thôi đúng không ạ? Thì mình có thể là xử lý chỉ ở phần đầu mũi. Vậy thì còn những cái vấn đề khác nữa mà thường người ta can thiệp ở mũi, chẳng hạn như cái phần cánh mũi, hoặc là cái phần mà đã sửa mũi hư mà mình sửa lại á bác, thì bác có thể chia sẻ thêm một số những thông tin hay không ạ? Hiện tại thì tất cả những ca mà mổ hàng ngày ở bệnh viện Hiệp Lợi đó thì sửa lại cho những ca hư đó chiếm tỷ lệ khoảng 65%. Tại do cái kết quả là từ trước người ta đặt cái sống mũi bằng cái sụn dẻo silicon cứng á, nó rất là dễ dàng, đặt trong vòng 10 phút là xong. Nhưng mà cái thời gian sau á, nó theo chiều hướng trọng lực nó càng ngày càng đẩy xuống, nó làm mỏng cái đầu mũi, và thậm chí có những ca mà chúng tôi xử lý nó bị lủng ra ngoài luôn. Chúng phải tái cấu trúc lại cái mũi, sắp xếp lại sụn, sắp xếp lại, hoặc là
cắt xương hoặc là bài xương để cho cái mũi nó có cái dáng thanh đẹp hơn. Và khi mà có những cái mũi mà cánh mũi hơi to thì chúng ta không cần cắt, khi đẩy mũi lên thì cánh nó rất là đẹp hài hòa, cho nên rất là đẹp. Áp dụng những cái kỹ thuật mới, những cái công nghệ mới, có sự hợp tác cùng với quốc tế, và đó sẽ là những lý do giúp cho quý vị hoàn toàn yên tâm khi tìm đến những cái phương pháp làm đẹp mới tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Và không chỉ có là làm mũi cấu trúc, mà chắc hẳn là Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi năm nay cũng có rất là nhiều khách hàng tìm đến với những cái loại hình dịch vụ khác nhau, đúng không ạ? Thì chúng tôi không phải riêng cái mũi không, mà chúng tôi còn tiến hành là kết hợp với bác sĩ nước ngoài để mà phát triển về vấn đề đặt ngực cũng như là tái tạo ngực, rồi hút mỡ, căng da bụng, căng da mặt, là tất cả các mẫu phẫu thuật, cái mắt, tất cả các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ đều được áp dụng mới tại Bệnh viện Hiệp Lợi. Dạ, và riêng đối với Thảo Trang có những cái chia sẻ nào với những ai mong muốn được làm đẹp mà vẫn còn một chút e dè, bạn có thể lấy từ chính kinh nghiệm của mình để gửi lời khuyên đến quý vị khán giả không? Thì khi mình đã muốn làm đẹp rồi thì mình phải tự tin, với lại quan trọng là cái tinh thần của mình nữa. Thì thường là đa số là mọi người đều hoang mang là không biết có những nơi nào uy tín hay không, rồi không biết làm có đẹp hay không. Thì mình cần tìm hiểu kỹ về các phương tiện truyền thông thì mình sẽ thấy được là những cái nơi mà mình sắp đến là có uy tín hay không. Thì Trang cũng tìm hiểu kỹ trên các phương diện truyền thông, là Trang thấy được Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, thì Trang mới quyết định là đến đây để được bác Lợi tư vấn cho Trang. Thì từ lúc đó tới bây giờ thì Trang là một trong những khách hàng thân thiết nhất của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Và đến đây thì cảm ơn Thảo Trang đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Hiệp Lợi, và chúc cho tất cả chị em phụ nữ nào mong muốn làm đẹp thì chúng ta cũng sẽ chọn cho mình một địa chỉ làm đẹp thật là uy tín, an toàn và hiệu quả. Đừng quên địa chỉ của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi quý vị nhé. Số 128, 130, đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp tại đây, nhận được sự tư vấn từ bác sĩ Phan Hiệp Lợi. Hay là quý vị có thể gọi điện thoại để nhận được tư vấn qua số hotline 0972362316. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.